review phim những gã trai hư chơi hay bị chơi. Phần thứ tư trong series Bad Boys tới đây cũng đã gần 30 tuổi đời rồi, từ phần đầu tiên ra mắt vào năm 1995 và là phim đầu tay của đạo diễn Michael Bay, cái ông mà hay làm Transformers. Mặc dù là phần này ông không có làm đạo diễn nữa mà ông cũng xuất hiện làm cameo, cho cái tính đặc trưng của thương hiệu nó xuất hiện ở mỗi phần, thì phần này cũng như vậy thôi, vẫn là một cái combo hành động chống lại tội phạm mới của bộ đôi Mike and Marcus do Will Smith và Martin Lawrence thủ vai. Tuy nhiên phần này cả hai người này đều đã có tuổi rồi, mặc dù Will Smith nhìn vẫn rất là cứng cáp sau cái cú tương tác với Chris Rock ở sân khấu Oscar năm nào, còn Martin Lawrence từ phần trước là đã thấy ổng đã yếu rồi đó, tay chân không còn linh hoạt như xưa nữa, nên các nhà sản xuất và đạo diễn đã hạn chế cho ổng diễn hành động rồi, nhiều hơn về phần thoại, bày cho ổng rất là nhiều mảng miếng hài để ổng bung. Và Will Smith cũng tung hứng được, nhưng mà đôi khi có một số mảng miếng nó bị thừa, kiểu để kéo thời gian, có chỗ ok, có chỗ thì nó lại nhạt nhẽo. Vẫn là một bộ phim giải trí combo mùa hè với hành động đấu súng rồi rượt đuổi, một dàn cameo rất là nổi tiếng kiểu DJ Khaled nè, Kabila, một đạo diễn Michael Bay, sự trở lại của những diễn viên ở phần trước như Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig và cậu con trai người gốc Tây Ban Nha mình quên tên rồi mà cậu đó rất là đẹp trai luôn. Thì nhìn chung thì phim này vẫn là một combo giải trí mùa hè coi vui, ngoài rạp là ok. Nhóm bạn trai sẽ khá là thích phim này tại vì yếu tố hành động được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên thì câu chuyện cũng không thể yêu cầu nó phải mới hơn, có tính đột phá được tại vì nó là nằm trong một thương hiệu mà thương hiệu này chỉ có bao nhiêu đó câu chuyện để khai thác thôi. Phản diện phần này do chú Eric Dan đóng, mình rất là mê chú Eric Dan tại vì chú này rất là đẹp mà mặt chú này lúc nào cũng sắc gọn, nhưng mà khi cần đóng những cảnh quay tình cảm cũng rất tình cảm luôn. Mình rất thích chú này từ cái series Grey Anatomy, cơ bản một bộ phim đến từ một thương hiệu đã lâu đời, câu chuyện không có gì mới nhưng bù lại vẫn đầy đủ các yếu tố combo hành động, đấu súng rượt đuổi và hài hước. Mình thấy nhiều khán giả trong rạp vỗ tay và cười rất là nhiều, thì phim này cũng sẽ được đón nhận vào mùa hè thôi. Là sau phần này nhà sản xuất nên cân nhắc kỹ trước khi họ làm phần kế tiếp vì Martin Lawrence đã khá là yếu rồi, và nếu như ông phải đóng một phần nữa thì những phần hài đó ông có áp dụng lại thì cũng không hiệu quả lắm cho phần phim sau. Và nếu bạn là fan của Will Smith hay là fan của series này thì mình cứ đi coi ha. Hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhấn theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.